Hello anh em, gà đây. Thì hôm nay như anh em biết thì nó có sự kiện The Game Award, cũng là cái ngày mà để Blizzard thông báo về cái ngày mà ra mắt của Diablo 4. Như trên thông báo, gà đã post ở trên page và trong group thì nó sẽ ra vào ngày 6 tháng 6 2023. Hiện tại chúng ta đã có thể pre-order cái game Diablo 4 rồi. Pre-order trước thì anh em sẽ có nhiều quyền lợi. Thì chúng ta sẽ có 3 gói pre-order, đó là gói Standard Edition. Cái gói là sẽ 70 đô. Khi chúng ta pre-order cái gói này thì chúng ta có thể vào chơi cái beta Early Access. Rồi chúng ta có được một con ngựa, rồi chúng ta sẽ được một cái cánh Inarius và một con Bullock Inarius ở trong Diablo 3. Thì cái này bỏ qua đi, mấy cái mà không liên quan tới Diablo 3, Diablo 4 thì gà bỏ qua nha. Cái gói rẻ nhất. Còn cái gói thứ hai đó là cái gói 90 đô, giờ gồm những tất cả những cái phía trước của cái gói 69. Chúng ta sẽ được chơi trước cái gói rẻ nhất 4 ngày, chúng ta sẽ được một con ngựa khác nữa, ngựa đẹp hơn, rồi được thêm một cái yên ngựa kiểu như là bộ đồ cho ngựa thì nó sẽ đẹp hơn nữa. Rồi chúng ta sẽ được một cái gói Battle Pass Premium. Còn cái gói cuối cùng là cái gói 99 đô thì anh em sẽ được tất cả những cái phía trước. Thì nói chung là gói mắc tiền nhất thì nó sẽ được rất là nhiều quyền lợi phía trước. Thì video này gà chỉ cập nhật cho anh em về tình hình ngày sẽ ra cái Diablo 4 và cập nhật những cái gói mà khi chúng ta reorder chúng ta sẽ được quyền lợi gì. Cảm ơn anh em đã ngồi xem. I have returned to hell.